mình có thể là mình ra đây mình nói tên nó được không? Nếu mà nói tên nó hơi khó quá thì tôi sẽ giới hạn 5 cái tên, để các anh chị nói vô nha. Gợi ý hả? Bây giờ mình giới hạn nha.
Chứng là số 3. Fascio plasticity thì nó đều có đặc điểm chứng giống nhau, nhìn vô trứng không phân biệt được trứng của bạn này. Đặc biệt. Rồi, vậy 1, 2, 3, cái nào là trứng? Còn, 3 con đó là trứng số 3. Sao sao? 3 cái con đó là trứng, trứng số 3. Trứng hình thành số 3. Con gạch fasciola hả? Trứng số 3 hả? Không phải. Không phải. Số 2. Số 2 là trứng của? Của fasciola. Fasciola, đúng rồi. Thằng con biết là con lo lên à, thằng số 2. Còn số 1 số 3. Con D là con D là trứng số 3. Số 3 là có. Số 1 là D. D à, là D là cuối cùng là 1. C thì mình sẽ nhớ đặc điểm là tại vì có hình này mình có kéo giãn ra ha. Chứ thực chất khi mà quan sát cái điểm B thì nó rất là dễ biết. Vì kích thước của nó sẽ khác nhau. Kích thước của sáng lá gan nhỏ là nhỏ nhất trong tất cả các loại trứng nhung sáng. Và một đầu có nắp, một đầu có gai. Gai có thể thấy không tùy vào tiêu bản, nhưng mà nắp là chắc chắn sẽ thấy. Trứng sáng lá lớn nói chung gọi là fascia B là trứng sáng lá lớn nói chung thì nó đều có đặc điểm dễ nhận biết nhất đó là nó rất là to. Mình án chừng cái trứng dung đũa vào kính 40 thì nó sẽ tương đương với trứng sáng lá lớn ở một kính 10. Có dễ cho được không? Nghĩa là mình xem một kính 10 là cái trứng đã to như vậy rồi, khi mình chỉnh một kính 40 á là nó chiếm khoảng 1/4, 1/5 trong trường luôn, là nó rất là lớn. Còn trứng sáng lá phổi thì đặc điểm của nó là kích thước của nó là nhỏ hơn trứng dung đũa một tí và nó sẽ có gì đó anh chị? Nắp và đối diện nắp thì nó sẽ có một lớp vỏ dày lên. Tuy nhiên thì cái này không phải là trứng nào là cũng sẽ dày rõ như thế này, có trứng thì dày rõ, có trứng không dày rõ, và phân biệt ba trứng này chủ yếu là những kích thước ha. Và trứng sáng lá thì mình nhìn chung nó có một đặc điểm là gì các anh chị? Đặc điểm chung của ba trứng này có nắp nên mình dùng Willis để mình tập trung nó được không? Phương pháp Willis đó, phương pháp mình nước muối bảo hòa tập trung được không? Không, tại sao? Nước nè, nó sẽ bị cái nó có cái nắp cho nên nó sẽ có một cái khe hở ha, thì nước nó sẽ bị tràn vô trong đó và nó làm cái trứng chìm xuống, mình làm cái lít là không có được. Cho nên là đối với phương pháp mà tìm trứng sáng lá muốn tập trung mình không có dùng cái lít mà mình phải dùng phương pháp lắng trọng lực. Rồi bây giờ là những đặc điểm về chương trình phát triển ở bệnh học. Mình có 4 con, bây giờ các anh chị sẽ chia nhóm giống như hôm bữa học nội dung vậy đó. Mình sẽ chia nhóm ra. Cô rồi cái này mình sẽ chia nhóm ra, sau đó thì mình sẽ lên mình đi những cái đặc điểm phù hợp với từng học sinh. Mình sẽ có 4 con sáng lá gan lớn, con sáng lá ruột, con sáng lá phổi và con sáng lá gan nhỏ. Các anh chị nếu mà các anh chị làm bài được á là tôi không có hỏi nữa. Nghĩa là tất cả những cái gì bài tập tôi đưa ra các anh chị làm bài được, nghĩa là các anh chị đã hiểu rồi, nhớ rồi thì không cần cho thi. Còn nếu mà các anh chị không làm bài được là tôi cho thi, mà cho thi là nhiều lắm đó nha. Còn các anh chị bữa mình nói rồi, ví dụ như bài dung không, dung đũa, dung bắp, tóc, nghiêng, dung lương, các anh chị biết hết rồi, tôi không cho thi. Tôi cho thi 2 con mới thôi, chỉ có 2 con, về học có 2 con, thay vì các anh chị học lại tất cả là 7 con. Tương tự như bài này ha, sáng giải, sáng lá, sáng mát là đâu tổng cộng 16, 17 con gì đó. Thì nếu mà các anh chị làm bài được, nghĩa là các anh chị đã nhớ bài rồi, thì tôi sẽ yêu cầu các anh chị học 2 con mới thôi. Còn nếu mà các anh chị không nhớ thì tôi sẽ hết. Thì muốn nhớ hay không thì phải làm bài tập được. Nhớ không ai dùng quên đúng không? Nhớ không chết luôn.
thì mình sẽ mỗi nhóm mình sẽ lựa một con và mình tìm là những con đó nó có những cái đặc điểm nào trên đây, mình chọn vô đơn giản vậy thôi. Bây giờ sáng lá gan, bây giờ mình chia nhóm trước đi, bốn nhóm trước đi. Khôn vậy. Sắp xếp theo vị trí đó. Đây này người ta hàng là hàng ba người cũng lo. Ok nè, đây một nhóm ba người này, một nhóm ba người kia, một nhóm ba người kia, nhóm chạy đây cho nó gần. Là sao? Đây một nhóm, đây một. Đây một nhóm. Nguyên Phan Tiến một nhóm, Hiểu Tiên Lý Minh một nhóm, Hà Ái Phương một nhóm. Giờ ai cũng muốn người ra một nhóm ba người hết trơn, khổ ghê. Cũng được. Cũng được. Cô Phan nhớ bao nhiêu bạn mình tính nhóm. Cái này đâu có lấy đĩa nào mà sợ. Mình làm con nào nó luôn đi kìa. Rồi bây giờ nhóm 1 bên đây đúng không? Nhóm 1 hai chị này đúng không? Nhóm 2 là ai? Ba người này hả? Thiệt luôn hả? Hai người này. Rồi em với em diễn. Nhóm 3 là hai anh này và nhóm 4. Rồi nhóm 1 chọn con gì? Sẽ lấy nhỏ, nhóm 2. Nhỏ thì thêm, cứ chọn con nào cũng được mà. Anh ta biết gì cũng biết hết trơn á. Rồi sẽ lấy gan lớn. Rồi hai anh này chọn gì? Phải chọn thôi. Tại vì mấy chị bệnh chị là ba người thì sẽ không có quyền ưu tiên là chọn. Chọn con gì? Sáng lá. Sáng lá phổi vậy ba người này sáng lá ruột. Rồi. Quá nhiều thì nó lại như thế, nó cho đi chuyên cộng.
Điểm gì cho bé điểm hả? Rồi đi học cho bé điểm. Mấy người mà lấy chỗ người điểm. Thôi cho điểm đi. Đi học chuyên cần không có đi mới rằng mà cho chính. Tôi nếu mà ví dụ như đi học mà như anh Cảnh là rớt, không có điểm, không có được tính điểm. Còn nhưng mà nếu mà các anh chị nếu mà cho rớt thì sẽ bị thi lại, nó sẽ bị học lại. Thì có một phương pháp khác là mình cứ trừ một buổi là trừ một điểm thôi. Thì như anh nói, người là 10 điểm, đi học được tất hết tất cả các buổi là 10 điểm. Cứ nghĩ một buổi trừ 1 điểm. Cái buổi là trừ 1 điểm. Vậy thì anh đó anh vắng buổi 6 buổi là anh không còn 1 điểm thôi. Không kiểu nhớ anh được hết trơn á. Cho 5 điểm yêu cầu. Chương trình trực tiếp dài, chương trình phát triển trực tiếp dài là sao?
qua nhiều cái giữa trung gian phải trực tiếp là không có đủ cho nhau một một cái giữa còn thời gian bên ngoài nó xa xa có là tính nó rất là một thời gian ở ngoài môi trường đất gì đó sao nó mới bị nhiễm đúng rồi có nghĩa là đã là trực tiếp có nghĩa là không có chủ không gian như vậy ha còn dài có nghĩa là nó không lây nhiễm liền mà nó phải có một cái giai đoạn phát triển bên ngoài cơ thể có thể là đốt cây cối vậy hả rồi những nhóm còn lại xong chưa đơn bào các anh chị sốt rét anh chị nắm rồi chắc khỏi học sốt rét rồi các bạn bài tập còn các thầy này vừa số hai vừa là tiếp lập trạng đầy đủ học tất cả các bài là không ăn cái gì hết nhịn là phải biết rồi mời sẽ lấy cái nhỏ hai chị trên này đúng không xin chưa cái gì thì nói gì một con ốc cái gì chọn cái máy sống trên màn rồi có tính là sống trong rồi không con đâu màn rồi đâu anh đây em có màn rồi nhưng mà sáng ra làm lớn con kìa con sáng nó khỏi rồi này là sống kìa mày rô thành rô cái nó trong rô nó là khổ sao lại sống của mày rô ý là nó có giai đoạn đi qua suy không mình đem đi là con trưởng thành mà phải có mình đem đi là con trưởng thành mà không được không được lên đi số các chị dò lên
nào sai các anh chị nói ra nha. Số 7 ốc limonia. Số 11 sáng non ăn ngô gan. Số 12 chưa trình gián tiếp qua hai quý tử thông gian. Số 15 con trưởng thành sống rõ mọc. Và số 20 gây đau bụng tiêu chảy tắc ruột. Why? Nhưng mà nó có đau bụng có tiêu chảy. Đau tắc ruột. Tắc ruột không có. Không có. Không, đau bụng tiêu chảy đó là một cái trị triệu chứng kèm theo thôi. Tại vì nó là sẽ lớn hơn. Là có. Nó không có số 20 nha anh. Nhưng mà trong mặt thì có. Có nghĩa là khi mà nó ở vùng gan thì nó có thể là nó ảnh hưởng tùm lum tùm la hết trơn á, nhưng mà mình nhớ cái chỗ chính của nó là cái gì thôi, còn những cái triệu chứng đó là những cái triệu chứng kèm theo mình không có quan tâm á. Rồi ngoài ra còn thiếu gì nữa không các anh chị? Nó có về chu du không? Mình có số 5 với số 10 là có về chu du với lại không có về chu du. Chu du là sao nè? Là ý là nó đi chơi. Đi một vòng xung quanh cơ thể rồi nó về cái chỗ nào đó nó. Đúng rồi. Chu du có nghĩa là trước khi nó tới giai đoạn trưởng thành và nó ký sinh ở một vị trí cụ thể thì nó sẽ có những cái giai đoạn mà nó đi khắp nơi trong cơ thể của mình. Còn khi mà nó đã trưởng thành rồi nhưng mà nó sống ở một vị trí khác thì người ta gọi là chỗ đó các anh chị. Nó sẽ khác ha. Vậy con phát sinh ra này có chu du không? Không. Có chu du không? Có hay không? Có. Bây giờ có thì nó chu du qua những cơ quan nào? Gan. Chỉ là có chu du qua gan. Đúng không? Nó sống ở gan rồi nhưng mà nó có chu du. Nó sống ở gan đúng không? Không có sống ở gan. Nó sống ở gan đúng không? Đúng rồi. Anh ghi là số 3. À, nhưng mà anh không có chọn con trưởng thành sống ở đâu hết hả? Con trưởng thành sống ở đâu các anh chị? À đây nè, 15 nè. Con trưởng thành sống trong ổ mật số 15 bây giờ nó sống trong gan là sao? Rồi anh chọn cái gì? Con sáng con ăn mua gan. Bây giờ cái con trưởng thành sống ở gan là sao? Tóm lại là nó có chu du không? Không. Có, cái chu du ở đâu? Chu du bên gan đó. Là chương trình phát triển con này như thế nào? Đầu tiên nút trứng đúng không? À, trứng nó sẽ xuyên qua bách ruột, nó ăn ngô gan. Và trong quá trình mục đích của nó ăn ngô gan là cái gì? Là mục đích của nó là để tìm ống dẫn mật để sống. Nhưng mà bởi vì con này bình thường ký chủ chính của nó không phải là người, mà trâu, bò, gừa các loại động vật có vú mà lớn á. Cho nên là khi nó vào cơ thể người thì nó sẽ không có biết chỗ để mà nó chui vượt lên để mà vô mật. À, con này nó không biết cho nên là nó từ ruột nó phải xuyên qua ruột xong nó chui vào gan, nó ăn mua gan, nó sẽ ăn cho tới khi nào nó ăn đụng cái ống dẫn mật thì nó mới chui được ống dẫn mật và nó trưởng thành. Cho nên nó có giai đoạn chu du qua gan, bởi vì nó có giai đoạn chu du cho nên là mình mới có cái test gì, test miễn dịch đó, tìm sáng lấy gan lớn á, đúng không? Là rất là nổi tiếng luôn á, mình hay dùng, giờ mình hay dùng á, là trong giai đoạn sáng non nó chu du năm gan thì nó sẽ là bạch cầu tăng tính tăng rất là cao, đồng thời thì nó sẽ tạo sinh ra nhiều kháng thể, do đó mình cái là cái tiến hành miễn dịch được rất tốt ha. Rồi còn gì nữa không các anh chị, còn thiếu gì nữa không? Thứ số số 5 đúng không? Rồi rồi xong con sáng lấy gan lớn chưa? Ốc là gì đúng rồi. Ốc là đúng rồi. Rồi chưa thôi. Thứ hai, con sáng lá gan nhỏ. Tôi đọc các anh chị dò nha, số 8. Ký chủ nhân là ốc Melania. Đúng không? Đúng. Đúng không? Nếu không đúng thì con 22 đúng. Nếu không đúng thì con 22 đúng. Hai con đó có một con đúng. Chàng. Con nè. Dạ. Hai hai đúng rồi. Hai hai. Bt bt. Con này có một cái ốc mà. Có cái ốc.
chủ trung gian 1. Ví dụ trung gian 2 nó không đi quay tới ốc chân á. Tất cả ốc đều là ký chủ trung gian 1 hết. Ký chủ trung gian 2 không có liên quan. Bây giờ ra là ốc trung gian 1, ốc ốc gì? Còn con 22 chứ không phải 28. Còn số 22. Hai con ốc là con sáng lá gan nhỏ như con khác. Có hai con sáng lá gan nhỏ rồi. Nhưng mà ở Việt Nam thì là con này. Nhưng mình đang nói tới con này. Vậy có thể đọc tài liệu là có thêm một cái con nữa. Ba con. Số 13. À số 12. Gián tiếp qua hai cái chủ trung gian. Đúng không các anh chị? Đúng. Số 13. Ký chủ người, chó, mèo, chuột. 14. Gây đau bụng, tắc mật, vàng da. Đúng rồi. 15. Con trưởng thành sống trong ống mật. 18. Người bị nhiễm do ăn cá sấu. Và 22. Ký chủ trung gian, đó là trung gian. Và đúng ha. Còn thiếu cái gì nữa không? Thiếu số 5. Thiếu số 5. Con chu du. Chu du qua đâu nè? Chu du qua dạ dày, tá tràng. Số 21.
hóc thì nó có những loại khác nhau. Cái này là số 12 ha. Rồi còn thiếu gì nữa không các anh chị? Đúng rồi. Con sá lá rụt này thì nó bình thường nó ký sinh ở trong người và heo. Thì nó khi mình nuốt ấu trùng vô thì nó vào trong ruột, sau đó thì nó phát triển trong ruột luôn, nó không có đi đâu hết, nó không tiêu du. Cho nên là mình thấy trong bốn con này thì chỉ có con Fasciola và con Paragominus là hai con đó nó có tiêu du. Rồi các chị nhớ chưa? Mấy con ốc này các chị nhớ được không? Mấy con ốc nhớ được không? Nhớ được đúng không? Không nhớ. Nhớ được không? Nhớ rồi. Không nhớ thì đó, trách nhiệm á, nhớ vậy nè. Sáng lá gan lớn là L, bé là bờ. Mà nhớ hồi xưa tôi học là vậy đó, lớn là L, bé là M. Còn Planovic và Melania thì cái con này sẽ lá phổi thì mình nhớ là bị lao phổi là con Mycobacterium tuberculosis đúng không? Là chữ M. Thì nó là chữ M. Là chữ M. Còn khó hơn. Đó là cách tự học á. Đó thì đó, có rất là nhiều cách để học ha, học sao cũng được. Rồi đây là những cái chương trình phát triển mà hồi nãy giờ mình vừa nói thì tôi để đây dự phòng mà các anh chị nào không nhớ thì có thể chiếu lên coi. Rồi tiếp theo. Chẩn đoán thì mình có thể chẩn đoán ký sinh trùng ở hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn nó chu du. Thì mình những con nào chu du nhắc lại nè. A B C D A B C D C, A và B, C A và C là hai con chu du, cho nên là trong giai đoạn này nếu mà mình có thể bắt được nó thì mình sẽ dựa vào bạch, thứ nhất là bạch cầu tân tính. Bạch cầu tân tính của sa lá nó có đặc điểm là nó tăng rất là cao, nó không có giống như là dung. Dung là thường nó cao lên thì nó cái đỉnh nó nhỏ, nghĩa là một thời gian khoảng thời gian rất là ngắn thôi, cho nên là thường người ta không có dùng cái đó trong cái mà mình có thể chẩn đoán được là dung, bởi vì khó khi nào mà mình bắt trúng cái giai đoạn mà nó đang lên cao rồi dung bấp lơ, và nó chỉ thời gian ngắn chứ không một tuần thôi, một tuần hai tuần thôi. Trong khi nó sáng á thì cái thời gian sáng nó chu du và nó ăn mô sáng non thì nó rất là dài, kéo dài qua hàng tháng, cho nên là cái biểu đồ tân tính nó mình thấy hình cao nguyên, cái khoảng cao rất là dài như thế này, cho nên là người ta thường có thể là dùng được cái bạch cầu tân tính và cái test tiến hành miễn dịch ha. Đó là qua siêu âm và dùng tiến hành miễn dịch. Còn nếu ký sinh trùng trưởng thành thì cái tiêu chuẩn vàng của mình bảo là gì các anh chị? Soi phân thấy được trứng. Trứng ở đâu? Bốn con này A B C D thì mình sẽ thấy trứng nó ở đâu nè. A, B và D là sẽ thấy trứng trong phân, C trong đàm hoặc dịch tá tràng hoặc phân. Tại vì khi mà mình ho thì nhiều khi là mình sẽ nuốt xuống, cho nên là con Paragominus đó mình có thể là thấy được trong đàm hoặc là trong phân hoặc là những cái dịch hút trong đường ruột của mình. Rồi thì mình sẽ dựa vào đường lây để mình dự phòng nó. A là không ăn cái gì? A trên nguyên tắc mình ăn ốc mình có bị không các anh chị? Ốc nó không nên không nhiễm đâu. À, nghĩa là bữa trước mình có nói rồi ha, mình không có nói là mình ăn ốc mình có bị hay không, mà mình phải hiểu là mình bị hay không là do mình nuốt phải cháu trùng nó đang ở giai đoạn mấy. À, nhiều khi mình ăn trúng ốc nhưng mà nó đã giai đoạn một nó đã chuyển qua giai đoạn hai rồi, nó chưa kiếm được cái chủ thứ hai thôi, thì nhiều khi là mình vẫn có thể bị. Cho nên là mình bị hay không là phụ thuộc vào cái giai đoạn của cái sinh trùng mình nuốt chứ không phải là vào cái chủ mình ăn. Rồi cho nên đường lây thứ nhất là con A là mình không ăn các loại rau thủy sinh, ví dụ như là rau nhút, rau muống, ngó sen, súng, củ ấu mà nhiều người ở miền Tây thì có thói quen là cắn củ ấu sống thì cũng bị nữa ha. Rồi Loranchis sinensis, cá B, ăn cá sống, các loại gọi cá sống ha, như là cá
cái xiết, cái chép, đúng rồi, cái nước ngọt, đúng rồi. Còn đối à một lát mình sẽ dạy học sáng khác thì nó cũng là cá nhưng mà cá khác ha. Rồi C không ăn gì? Tôm, cua, chưa nấu chín. Và cuối cùng D. Giống à. D giống à. D thì giống à ha. Vậy thì nhìn đó luôn. Chưa mà. Một lát nữa là cái này là không được ăn cá, không được ăn tôm, được ăn cua, được ăn rau, một lát là không được ăn thịt. Thì nó mới hết. Rồi vậy là mình vừa tóm tắt qua tất cả những loại sáng lá mình vừa học. Các anh chị có thắc mắc gì không? Nếu không mình sẽ tiếp qua thứ hai là sáng giải. Đây là cái bảng phân biệt hình thể của các loại sáng giải mà các anh chị chắc chắn là các anh chị đã học rồi. Năm con này, con đầu tiên là gì nè? Con con trai, con gì? Sáng giải, bò, đúng rồi. Tiếp theo là? Tiếp theo nữa là? Sáng giải. Sáng giải cá, tiếp theo? Chua. Sáng giải. Nhiệt chó. Chó mèo. Hà Na là gì? Nên là mèo hả? Con ăn mấy gì á? Sáng giải lùng thì có thể nó là sáng giải chuột là cũng đúng một số nhưng mà giáo trình chính thống của mình là sáng giải lùng ha. Và cuối cùng là đi bị sai rồi, chỗ này là canidom nha các anh chị. Epididom canidom là sáng giải cani, cani là từ cái đuôi của canis, cani là sáng giải chó, đúng rồi. Và năm con này là năm con sáng giải nhưng mà nó sẽ sống trong cơ thể của mình ở giai đoạn con trưởng thành. Rồi bây giờ mình sẽ có những cái đặc điểm đó để nhớ nhớ không? Lệ mà không nhớ là cho thi. Con nhớ đúng không? Vậy thì anh trả lời. Nhớ phải trả lời chứ. Thôi bây giờ chắc chắn là các anh chị không thể nào các anh chị nhớ rõ được. Cho nên là tôi sẽ có những cái gợi ý cho các anh chị. Mình nhắc tới cái hàng đầu tiên là về cái đầu sáng. Khi mình quan sát vào đầu sáng thì làm sao mình phân biệt được năm con này với nhau. Thì mình sẽ năm con này nó sẽ tương ứng với năm cái dòng ở dưới. Và đặc biệt là những cái phần đỏ là những phần quan trọng. Mình nhớ ha, mình sẽ dựa vào chủy, móc và cái rãnh hút để hút của nó. Giờ mình muốn nhớ dễ nhất thì mình sẽ nhớ theo thứ tự từ nhỏ tới lớn nè. Không hàng móc nè, một hàng móc nè, hai hàng móc nè, và ba cái bảy hàng móc, nghĩa là lớn hơn hai hàng móc thì mình sẽ thực sự dễ nhớ không nha. Bây giờ không có hàng móc, không chỉ không móc thì nó sẽ chia thành hai loại. Một là không chỉ không móc và có bốn đĩa hút. Một là không chỉ không móc, không đĩa hút luôn, chỉ có một cái rãnh. Không chỉ không móc là chỉ có rãnh ở giữa thôi. Rồi các anh chị có thể sờ được rồi. Hay là tôi sẽ cho các anh chị có hình trước. Có hình trước. Có hình không biết trả lời được không á. Có hình nó còn mệt hơn nữa em. Đâu dễ đâu. Rồi mình bây giờ năm con này mình nhớ được đầu con nào trước nè. Số 2 là con gì? Heo là con số 4. Thấy chưa đưa hình nhẹ. Nè, con này là sẽ có một hàng móc là cái gì? Con này là sẽ có hai hàng móc. Con này là không có móc, không chỉ và nó có một cái rãnh hút dọc. Con này là không móc và có bốn chỉ. Con này là nhiều hàng móc. Bốn là bò đúng. Hai là heo đúng. Chọn hết.
bò. Thì mình sẽ thấy có hai con bò một trái. Là số mấy với số mấy nè? 4 năm. 4 năm đúng không? Rồi 4 năm nó khác nhau gì? Đĩa hút. À, một con thì có 4 đĩa hút. Là con sáng dậy bò. Bò. Và một con thì không có đĩa hút luôn. Là sáng dậy. Dạ. Vậy thì nhiều hơn 2 đĩa hút, còn lại là sáng dậy. Đó. Còn mình phải học hơi lúc này ha. Nhớ thứ tự. Đó là khi mà mình quan sát một cái đầu sáng tiếp diễn viên thì mình chỉ dựa vào những đặc điểm cơ bản này để mình biết được nó là gì. À, tiếp theo, nếu mà mình không thấy được cái đầu sáng mà mình chỉ thấy được cái đốt già thôi thì gì sẽ xảy ra? Đây là đốt già của năm con. Bây giờ sợ các anh chị không nhớ cho nên tôi đã làm được một phần việc đầu tiên là tôi đã để theo thứ tự những cái đầu sáng này. Các anh chị chỉ việc nhìn cái này mô tả lục lại cho đây. Mình sẽ đi được những rồi này. Rồi bây giờ các anh chị về đốt già, các anh chị so sánh giùm tôi là về chiều ngang và chiều dọc của những cái đốt già này. Chiều ngang dài hơn hay chiều dọc dài hơn, hay là chiều dọc cách mấy gần chiều lan ngang gì đó. Đây là đốt sáng giải. Bò thì nó sẽ có đặc điểm gì đây? Chiều dọc sẽ hơn chiều ngang và nó lớn hơn khoảng 2.5 tới 3 lần chiều ngang. Đây là đốt sáng giải. Heo thì sao? Bằng luôn, bạn nhìn sao ra bằng như thế vậy? Chiều dài dài. Hình này mà bằng nhau hả? Dài gấp rưỡi. À, chiều dài gấp từ 1.5 tới 2 lần chiều ngang. Rồi, hình số 3 thì sao? 1 phần 3 chiều ngang. Chiều ngang bằng 1 phần 3 chiều dài. À, 1 phần 3 chiều ngang gấp 3 lần chiều dài. Gấp 3 lần đúng không hả? Nhiều hơn 3 lần. Chị nói là chiều ngang nó lớn hơn chiều dài. Rồi, chiều dài nó chiều ngang ha. Rồi, đối với sáng giải lùng. Để đi sao? Lùng bằng nhau. Bằng nhau á. Không, cái là 3 đốt nha anh chị. 3 đốt rồi. Cũng là lớn hơn à, dài nhỏ hơn ngang luôn. Còn đây nó sẽ dĩ chó thì sao? Nó giống như đây không? Giống. À, kích thước nó tương tự như vậy là chiều dài nó 2.5 tới 3 lần ngang. Về lỗ sinh dục thì sao? Lỗ sinh dục là cái gì? Là cái gì nè? Thì mình xem là lỗ sinh dục của sáng giải bò nó có mấy lỗ? Một lỗ vị trí nó nằm ở bên đâu? Nó ở bên hông. À, con này thì sao? Cũng là một bộ sinh dục ở bên hông. Con này lỗ sinh dục của nó sẽ ở giữa này luôn. Và nó gọi là lỗ đẻ. Trứng nó sẽ theo cái lỗ này nó rớt ra luôn. Chứ nó không phải là đốt xem cái dịch nát mà này. Trứng nó tự rớt ra theo cái lỗ đó luôn. Và lỗ nơi giữa. Đốt này thì sao? Cũng là bên hông. Và bên đốt này thì sao? Hai lỗ sinh dục. Hai lỗ sinh dục ở hai bên hông. Tử cung. Cái này hình hơi bị khó ha. Thì tử cung này người ta nói là lớn hơn 13 nhánh. Tử cung của sáng dậy heo thì nhỏ hơn 13 nhánh. Sao thì trái? Có hay không? Có chứ. Thì có tử cung nó mới đẻ trứng ra chứ. Sáng dậy. Người ta nói là nó cuộn như một bông hoa ở giữa ha. Nó cuộn lại, nó không có chia thành rõ ràng ra cho mình đếm. Rồi, sáng. Sao chị? Sao? Đó, nhánh đó. Nhánh gì? Cái tùng gì đó. Nè, từ cái đường này đường giữa đúng không? Đây là 1 nhánh, 2 nhánh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
Bên đây thì nó sẽ ít hơn là 1, 2, 3, 4, 5, 6 nhánh nè. Rồi, còn đối với Nana thì sẽ nó sẽ có cái tử cung hình túi. Còn sáng dạ chó thì nó sẽ có tử cung hình lưới. Đây là những đặc điểm như mình quan sát một con già. Thì già bữa nếu mà có lam, các anh chị quan sát cái con già thì các anh chị phân biệt được ha. Nhớ không? Chắc cũng hình xui. Thì cũng nhớ thì mình có thể là gửi slide cho anh chị. Buổi sớm hả? À, mai gửi. Tại vì thứ bảy dùng thi một lần hết. Thứ bảy sao? Tháng bảy. Tháng bảy là dùng thi hết. Dùng sớm hết rồi. Thi môn tôi dễ mà. Còn bài đâu? Trời ơi, tôi học sắp ra tôi. Không, bữa tôi nói các chị rồi, nghĩa là một bài dài như vậy mà các chị học có mấy đoạn thôi. Tại vì mấy cái cơ bản này các chị cũng cần học không chị? Nếu rồi học gì nữa? Rồi đây, tương tự như vậy thì nhìn vào hình ảnh đó là hình vẽ. Còn bây giờ là hình thật. Rồi các anh chị trả lời coi năm câu này. Con nào dễ nhất nè, dễ nhất. Bò đá. Bò. Tiếp. Năm là sáng dậy. Năm là heo, đúng. Hai là sáng dậy. Về kích thước, hai trứng là hoàn toàn gần giống nhau. Nên nó cũng rất là khó phân biệt đó. Nhưng mà trứng sáng dạy cá này á, thì các anh chị sẽ có một đặc điểm là khi các anh chị nhấp nháy cái hiển vi thì cái phần phôi của nó là chiếc quan. Nó sáng lên, sẽ chiếc quan nó sáng lên. Còn trứng sáng lớp phổi thì không có đặc điểm đó. Giờ bữa mình coi ra mình thấy ha. Nhưng mà chị hỏi đúng rồi đó, trứng này nó giống. Rất là giống. Cái sáng dậy lùn, cái tên của nó là xuất phát từ lùn. Lùn.
tên các giải lùng là xuất phát từ Việt Nam. Bởi vì sao? Bởi vì kích thước của nó rất là nhỏ. Kích thước của nó trong bốn con này thì sẽ giải lùng là kích thước nhỏ nhất nha. Nhưng mà nó chưa phải là nhỏ nhất trong tất cả loài chúng chung sáng. Nhưng mà so với bốn con nãy giờ, năm con nãy giờ mình nêu lên là nó nhỏ nhất. Còn tại sao người ta đặt lùng thì tôi nghĩ chắc do nhỏ nên người ta đặt lùng thôi, chứ cũng không biết. Sao nó không đặt là nhỏ mà nó đặt là lùng? Nhỏ nó cái gì đó cái lùng thì nó không hiểu với nhau, nhỏ hơn nhiều, nhỏ hơn nhiều vậy đó. Kích thước của nó tính bằng cm thôi, còn trong khi đó sáng dạy heo là bao nhiêu mét nè, sáng dạy heo sáng dạy cá sáng dạy bò là tính bằng mét ha. Còn trong khi đó là sáng dạy lùng là tính bằng cm và mm. Vậy thì ngày mai tôi sẽ phát slide các anh chị. Các anh chị muốn là tôi sẽ in slide ra phát cho các anh chị, hay là các anh chị muốn là tôi sửa file cho lớp? Sửa file thế nào luôn thôi. Cái slide nó lên thôi. Này, slide đúng không? Slide thì bữa hình như mình có cho mail đúng không ta? Không, 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 không. Cái là nó hỏi của tôi nha. In thì mấy cái slide mình không có học thì đúng là in mấy cái slide học thôi. Không tiền là biết một con số.
slide tôi thì được cái màu mè nó in chắc tốt màu dữ lắm luôn á. Có cái màu được, có quan trọng cái màu cho màu mè cho cái không quan trọng đó. Màu mè lắm. Thank you.
con mới bò thì chứ không sẽ đốt bò có loại đốt nó có thể là di động ra ngoài những cái thực vật khác từ heo nó bị nhiễm nè cô. Nó thực vật rồi. Nó không phải là cái dụng trung gian.
nó thành các anh chị không bị được cái chủ trung gian không, nó thành quá biểu rồi, nó phải có giai đoạn phát triển chuyển tiếp giai đoạn trong đó, còn này là nó chỉ dính lên rau, nó chỉ dính lên nước thôi, nó không được gọi là cái chủ trung gian. Và tất cả các loại sáng giải đều trải qua một cái chủ trung gian hết, không có con nào hai cái chủ trung gian hết. Tôi để lừa các anh chị thôi. Ờ, để mình nhấn mạnh chứ còn mình để có một cái chủ trung gian ai cũng chọn quá dễ thôi. Số 15, vì diễn cho anh em. Rồi đúng, còn thiếu các anh chị. Thiếu không? Thiếu số 20. À, hấp thụ nhiều carbon rồi đó, cho nên nó mới ghi lên cái hiện tượng số 3. Sorry.